trong thẩm quyền quyết định của nhân dân và tăng cường tính dân chủ, quy chế dân chủ. Như vậy thì việc tăng thêm 5.000 cái biên chế ở cấp xã không phải là lớn, nhưng ở cấp huyện thì có thể giảm đi một cấp phó cũng được. Thì cấp tỉnh được coi là cấp quan trọng nhất của chính quyền địa phương, và cấp xã được coi là cấp cơ sở. Tăng cường cấp xã và tăng được cấp tỉnh hơn là tăng được cấp huyện. Chúng ta có thể giảm cấp huyện nhưng phải đảm bảo cho cấp xã đủ sức hoạt động. Và chúng ta mới thấy cái này ở cấp xã đấy, thì các xã là không đồng đều. Chính vì vậy cho nên khi chúng ta nghiên cứu vấn đề này, chúng ta phải thực sự là nghiêm túc và nghiên cứu một cách khách quan toàn diện về tình hình của các loại địa bàn. Còn nếu chúng ta căng ra ở trên cái bề mặt của nó là về dân số thì chúng ta không đạt được thế là cái yêu cầu mà Đảng và Nhà nước đang yêu cầu chúng ta phải nâng cao chất lượng thực sự của cơ quan dân cử, của đóng góp cho cái hoạt động của chính quyền.